Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của Trung Kiên. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay, bản tin tổng kết thị trường tuần. Trước khi vào bản tin ngày hôm nay, rất mong anh chị nhà đầu tư và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Ngoài ra thì ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Bản tin của chúng ta hôm nay sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là diễn biến thị trường ngày hôm nay. Đây là diễn biến thị trường tuần qua. Và phần thứ hai là điểm qua một số dòng cổ phiếu chính. Phần thứ ba là một số cổ phiếu tiềm năng mua được trong các phiên tiếp theo. Đến với thị trường, đến với phần thứ nhất là đến với thị trường tuần qua thì chúng ta thấy rằng là một tuần giao dịch mà về mặt điểm số thì thực sự là không có nhiều quá nhiều biến động. Cùng nhìn qua biểu đồ của VN-Index, chúng ta thấy rằng là đây là phiên tuần qua thì là một phần tuần giao dịch đi ngang và tích lũy trên cái đường MA20 giá 1468. Đấy, và cái dòng tiền thì nó có sự phân hóa rất là mạnh mẽ khi mà chỉ tập trung phần lớn vào các cái mã cổ phiếu dòng bất động sản như là DIC này, Nam Long này, CIO, SSC là KBC. Đấy, ngoài ra thì các cái dòng cổ phiếu khác thì cũng có một cái phiên dòng tiền tham gia, ví dụ như là đấy là phiên hôm trước, hôm đáo hạn, dòng phiên thứ tư với những cổ phiếu tích lũy ở các cái vùng đáy và hình thành nền đáy như là dòng thép này hay dòng cảng biển thì đều tham gia rất là tốt. Ví dụ như là các cái mã cổ phiếu như là Nam Kim này, HSG hay là Vốt này, rồi là ZMDF này, dòng cảng biển thì cũng tăng, có những cái phiên thứ tư này tăng rất là tốt. Tuy nhiên rằng là cái dòng tiền này không mở lại được quá lâu, và đây chúng ta như là ZMDF này hay là Vốt này, đấy thì nhà đầu tư mà không kịp chốt lời này, nhà đầu tư không kịp chốt lời thì thậm chí là cũng có thể là quay lại lỗ rồi. Trong tuần này thì chúng ta thấy rằng là có hai sự kiện chính, đấy, vừa một mình nói về cái sự kiện đáo hạn vệ sinh cũng là một rồi, hai là về sự kiện cái cuộc họp của Fed. Tuy nhiên rằng là về nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều cho đến không ảnh hưởng quá nhiều đến với thị trường, và chỉ có mỗi đáo hạn vệ sinh thôi. Đáo hạn vệ sinh thì đâu đó nó cũng chỉ ảnh hưởng đến cái chỉ số VN30 và một số mã cổ phiếu thì cổ phiếu trụ thì đem ra để long short thôi. Ví dụ như là Masan hay là các mã DPR thì có những cái biến động trong tuần tương đối lớn. Đây. DPR này, đây, có những cái phiên hôm 14 tháng 2, 14 tháng 12 thì bán sát sàn, sau đấy thì lại hồi lên. Sau đấy thì lại hồi lên thì thực sự là các cái mã cổ phiếu nếu mà đánh xanh đỏ trong phiên như này thì chúng ta sẽ rất khó để nhận định cái xu hướng của nó, rất khó để nhận định cái xu hướng của các cái mã cổ phiếu trụ như này và cái mục đích của nhà tạo lập nó chính là để mang ra để long short phái sinh thôi. Nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến chỉ số. Quay trở lại với VN-Index. VN-Index thì chúng ta thấy rằng là một tuần tiếp tục tích lũy ở trên cái vùng 20, và với xu hướng như này thì vẫn là một xu hướng sideways. Chúng ta sẽ không thể nhận định rõ rằng là đâu xu hướng tiếp theo của VN-Index là gì, và chúng ta sẽ chỉ có những cái kịch bản để về hỗ trợ kháng cự thôi. Đấy. Còn vì vậy là cái chiều tăng của VN-Index thì chúng ta thấy rằng là sẽ có một cái kháng cự. Đây là một cái vùng kháng cự quan trọng với VN-Index ở cái vùng 1500. Hôm nay thì cái chat của mình không cái chart của mình của AMI cũ thì mình bị hỏng, cho nên là mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ dùng cái chart cũ này. Thì cho nên rằng là nó cũng hơi khó nhìn một chút. Đây mình sẽ cài thêm một cái chỉ số nữa. Đây là MA50 đi. Đấy, thì trong phiên thứ 6 này thì có một cái phiên cơ cấu quỹ thôi, cho nên rằng là cái thanh khoản nó tăng đột ngột lên một chút. Nhưng mà cũng không còn về mặt nhìn chung thì bỏ cái phần này đi thì thanh khoản nó cũng vẫn đang dập dìu, và không có quá nhiều nổi bật. Cái kháng cự đầu tiên của VN-Index sẽ vẫn ở cái vùng 1500. Đấy, và trong chiều hướng tiêu cực thì cái vùng hỗ trợ 1441 này, đây cũng là một cái hỗ trợ tin tưởng đối với cả VN-Index trong các phiên giao dịch tiếp theo. Đấy. Và khi mà VN-Index sẽ lên được cái vùng 1500 này thì chúng ta chắc chắn đâu đó sẽ có những cái áp lực bán. Đấy. Áp lực bán tương đối là mạnh ở cái vùng 1500 này, cho nên rằng là với hành động nhà đầu tư khi mà đang cầm nắm giữ nhiều hàng đấy, thì lên được cái vùng 1500 chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số VN-Index một chút. Đấy, khi mà lên được cái vùng 1500 này thì chúng ta sẽ canh để hạ dần tỷ trọng đi đã. Còn mình quên mất để xem chart tuần. Đấy, với chart tuần của VN-Index thì trong tuần này không có quá nhiều biến động. Đấy, trong tuần này không có quá nhiều biến động, và chúng ta với cái khung tuần chúng ta vẫn có một cái đỉnh vùng 1500 như là khung ngày thôi. Tuy nhiên là với khung tuần thì chúng ta sẽ cần quan sát thêm một cái nữa, đấy chính là về phân kỳ. Đấy, phân kỳ khung tuần. Đây.
Và cái phân kỳ này nó sẽ hình thành, đấy, nó sẽ hình thành khi mà khi mà hai cái đường này nó cắt nhau và nó rơi qua, nó vượt qua được cái mốc 1000, cái mốc 82 này. Đấy, thì khi mà vượt qua được cái mốc 82 đó chính là cái đáy cũ của MAC này, thì nó sẽ rơi một cái chen giảm. Đấy, thì nó sẽ rơi một chen giảm rất là mạnh và nó sẽ tính theo tuần chứ không tính theo ngày nữa. Đấy, nó sẽ tính theo tuần khi mà nó rơi vào cái khung, nó trượt khỏi cái vùng 82 này, cho nên là mọi người sẽ chú ý thêm nhé. Đấy. Còn với và viên V30, quay trở lại với viên 30 thì chúng ta thấy rằng là một viên của viên 30 thì không có quá nhiều, không có quá nhiều thứ để nói khi mà một phiên một tuần giao dịch tiếp tục là vẫn giữ được xu hướng tăng. Đấy. Với tuần khung tuần thì tiếp tục là giữ được xu hướng tăng, nhưng mà ACD thì mới có một đỉnh thôi. Đấy, thì có mới có một đỉnh thôi. Thì với cái dạng chart của viên 30 này thì một tuần này chúng ta có chưa có nhiều quá nhiều rủi ro. Đến với khung ngày thì viên 30 đang giao dịch tiêu cực hơn một chút. Đấy, khung ngày thì giao dịch tiêu cực hơn một chút khi mà tiếp tục là tích lũy dưới MA20. Đấy, tiếp tục tích lũy dưới MA20, và những cái chiều hướng tích lũy dưới MA20 này thì thực sự là chúng ta không có những cái cơ hội để chúng ta có thể là mà mua quá nhiều trong các cái mã dòng cổ phiếu ở viên 30, tùy từng cổ phiếu thôi. Và dòng viên 30 thì tập trung vào các cái mã rất là nhiều, các cái mã dòng banh, rất là nhiều các mã dòng banh. Chúng ta thấy rằng là cái sự tích lũy điển hình của viên 30 này, đây, tích lũy dưới MA20 là có những cái sự là thực sự là sẽ không ra không tốt. Đây, ví dụ như là chiều hướng của viên 50 từ năm 2019 này, chúng ta sẽ cùng bay test lại khi mà có một thời gian rất là lâu đấy, mất MA20, sau đó thì tích lũy này và không vượt được MA20, tích lũy đấy, sau đó thì thủng và rơi rất là mạnh. Đấy, các cái mã dòng cổ phiếu hay là đây là chỉ số hay là các cái mã cổ phiếu thì cũng tương tự như thế thôi. Đấy, cứ tích lũy dưới MA20 thì cái chiều hướng nó sẽ không không được tích quá không được không quá tích cực. Đấy, chúng ta thấy rằng là cứ tích lũy dưới và viên dưới MA20 thì cái xu hướng nó sẽ không không tích cực. Chúng ta thấy một các cái mã cổ phiếu điển hình như ví dụ như là HPG này, mà video nào thì mình cũng nói đây, ví dụ như đợt trong giai đoạn tháng 6 này, đấy, tích lũy dưới MA20 và giảm. Đấy. Và trong tháng này là trong đợt này là tháng 11 này, tích lũy dưới MA20 và giảm. Ok, với quay trở lại với cả cái xu hướng, quay trở lại với cả cái xu hướng và cái nhận định thì viên 30 như thế này thì đang có những cái xu hướng không quá tích cực nhé. Và trong và ai đánh phái sinh thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vùng hỗ trợ đầu tiên, tức là cái vùng hỗ trợ 1481. Và viên 30 nếu mà trong trường hợp mà các cái dòng cổ phiếu dòng ngân hàng ấy vẫn chưa có cái sự chuyển biến tích cực thì mình kịp thì mình vẫn nghĩ rằng viên 30 sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm về cái tận cái vùng 1483 này cơ. Đấy. Kháng cự đầu tiên sẽ vẫn ở cái vùng 1528, đấy là cái kháng cự đường 20 cùng ngày. Tiếp theo là mình sẽ điểm qua một số dòng cổ phiếu chính, cái tiền là với dòng ngân hàng. Với dòng ngân hàng thì trước tiên là với TPBank, TPBank vẫn đang giữ được xu hướng tăng. Đấy, phân kỳ thì cũng vượt qua rồi, phân kỳ thì cũng vượt qua từ cái hôm 50 này rồi, cho nên thằng ai đang có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục là nắm giữ với TPBank nhé. Techcombank thì giao dịch như là viên 30, đấy, đang trong một xu hướng nói là về xu hướng giảm, thực ra là vẫn chưa 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 phải là xu hướng giảm khi mà nó đang vẫn đang giao dịch trong cái hộp này và chưa thủng hẳn cái nền, đây chưa thủng hẳn cái nền vùng giá 47, thì thực ra là với Techcombank thì cũng chưa quá xấu. Đây cũng là một cái mã và cơ bản nó tương đối là tốt, đấy, cơ bản về mua để tích sản thì cũng tương đối là tốt. Nhưng mà đây còn về kỹ thuật thì nó phải thủng hẳn cái giá 48 này cơ, thì đây mới là cái mặt xấu của mã Techcombank, nên là ai đang nắm giữ thì chú ý sát cái giá 48 này, đấy, sát cái giá 48 thì nó sẽ rơi vào xu hướng downtrend. Đấy. Vietcombank thì mình sẽ không nói quá nhiều, đây là một cái mã cổ phiếu trụ và thường xuyên mang ra để điều tiết chỉ số hoặc là để cơ cấu các cái phái sinh cho cái đội nhà cái, cho nên là mình sẽ không đánh giá quá nhiều với Vietcombank. Và với Vietcombank thì vẫn đang giao dịch tích lũy, đấy, giao dịch sideways ở trong cái vùng 1000, trong cái vùng 93 này và biên ở trên là vùng 103 với Vietcombank. BIV BIT là một mã cổ phiếu mà đang khỏe hơn dòng banh, đấy, đang khỏe hơn dòng banh khi mà đang giữ được xu hướng tăng và tiếp tục một phiên tích lũy ở trên M20. Chúng ta sẽ có hàng thì tiếp tục là nắm giữ và
chú ý cái vùng 46 này, đây chú ý dùng giá 46. Có thể là kênh chốt lời. VIB là một trong mã cũng tích cực như là BIT. VIB là một trong mã tích cực như là BIT. Và mình cũng đã có khuyến nghị mua VIB ở quanh cái giá 43 này đây, giá 43, đầu giá 43 hôm 15. Đây là mã xu hướng trong đã có tiếp tục tăng tiếp theo cái xu hướng tăng, và mục tiêu khi mà vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn vùng 45 này thì nó sẽ có những cái mục tiêu vùng 50. VIB. Tiếp theo là với VIB Bank. VIB Bank thì sau khi mà tích lũy dưới M20 và đây là một cái trong những tích lũy xấu, thủng cái hỗ trợ đầu tiên, đây thủng hỗ trợ đầu tiên giá 35.5 thì tiếp theo VIB đã về cái vùng hỗ trợ này, vùng 34. Và trong các phiên tiếp theo nếu mà cái chiều hướng vẫn còn xấu thì khả năng của VIB sẽ về cái vùng 31 này. Đấy, xấu hơn nữa thì thủng thì thực sự là mình sẽ không biết là nó về đâu. Đấy, về vùng 27 này rồi là về các cái mốc hỗ trợ vùng 24. Đấy, với VIB Bank thì thực ra là mã cổ phiếu này nó chưa có các cái điểm vào, và chúng ta muốn bắt đáy thì thực ra là mọi người nên canh với khung 1 giờ nhiều hơn. Còn với mình thì bắt đáy thì thực ra là cũng không có điểm để bắt đáy khi mà MACD nó vẫn đang cắm xuống như này. Đấy, với VIB Bank. CTG hôm nay thì phiên thứ 6. Đấy, thì phiên thứ 6 có vượt M20. Tuy nhiên rằng là để xác nhận có điểm mua thì chúng ta sẽ canh sẽ cần thời gian thêm. Đấy, thì phải tích lũy thêm thì mà chúng ta mới có điểm mua thêm. MSB thì hôm nay cũng vượt M20. Tuy nhiên rằng cái mô hình này thì chúng ta sẽ chưa tin tưởng được. Đấy, chưa tin tưởng được khi mà đang có những cái mô hình vai đầu vai này hiện hữu. Chúng ta cần phải sự xác nhận, có sự xác nhận của thị trường thì chúng ta mới có thể là tham gia được với MSB. Còn đã tích lũy trên M20 này thì đang có những cái đang có những cái tín hiệu đầu tiên trong cái việc tích cực. Trong cái việc tích cực trước, còn phải tích lũy ở trên cái vùng này và vượt hẳn cái vùng 28.2 này thì chúng ta mới có những cái kỳ vọng tốt hơn. Kỳ vọng tốt hơn với MSB. ACB thì tương tự, phân tích lũy dưới 30 thì chúng ta sẽ không quan sát, không theo dõi quá nhiều với những mã cổ phiếu như này. Tiếp theo là với dòng thép. Dòng thép thì HPG có cái phiên đây, phiên hôm 14. Hôm 14 là trước phiên đáo hạn một phiên thì phải. Thứ ba trước cả hai phiên thì có những chiều hướng tăng, tăng và bị bán đạp cái đường M20 này sẽ được là cái đường kháng cự đầu tiên. Tuy nhiên rằng với dòng thép hay là dòng thép hay là HPG nói chung hay HPG nói riêng thì mình nghĩ rằng nó sẽ không giảm được quá nhiều nữa, nó sẽ không giảm được quá nhiều nữa khi mà cái vùng hỗ trợ này cũng là cái vùng hỗ trợ đáy tương đối cứng rồi. Đây đúng cái vùng hỗ trợ của cái đáy trước. Đây cũng là cái vùng hỗ trợ tương đối là cứng rồi. Với HPG, Nam Kim. Nam Kim thì tương tự, khi mà có một cái phiên 14 này tăng, thậm chí còn tăng trần. Tuy nhiên rằng là cái dòng tiền nó đã rút ra, dòng tiền nó chưa đủ mạnh rút ra thì khiến cổ phiếu tiếp tục là quay trở lại đà giảm. Nhưng mà với cái phiên tăng trần này, đây cũng là một trong những cái tín hiệu đầu tiên để dự báo đây là cái vùng đáy rồi nhé. Thì chúng ta các cái mã như này thì chúng ta sẽ có thể là nắm giữ thêm thôi. Chỉ có thủ xấu quá là xuống cái vùng 37.2 thì chúng ta mới buộc phải bán thôi nhé. Rồi HSG thì tương tự nhé. Một số mã cổ phiếu bất động sản, ví dụ như SSC này. Đấy thì tiếp tục nắm giữ. Đấy, các mã cổ phiếu bất động sản như SSC thì tiếp tục nắm giữ thôi. Đấy, MACD thì mới cắt lên và đây mới có một đỉnh. Trong trường hợp mà nó không thủ vượt được cái đỉnh này, đấy và đâu đó quay lại để giảm xuống thì chúng ta sẽ cần cái canh bán với những mã cổ phiếu như này. Đây thì nó sẽ hoàn thiện cái mô hình phân kỳ. Đấy, hoàn thiện mô hình phân kỳ. Còn các cái mã cổ phiếu mà nó vượt qua thì thực ra sẽ không cần bán nữa và nó đã xác định là phá phân kỳ MACD rồi. KVC. Đấy, KVC thì tiếp tục là một phiên tăng. Không có gì đáng nói. Ai có hàng chúng ta có thể là canh nắm giữ tiếp, và trong trường hợp chỉnh giảm về cái vùng 54.3 sẽ là canh là cái vùng điểm mua thêm với KVC nhé. DXS thì tiếp tục tăng, chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi. Và cái mã này thì như mình đã nói ở các cái phiên trước thì nó sẽ đánh đâu đó về giá vùng 40. Đây là cái giá mở cửa, đây là cái giá mà IPO của DXS. Tiếp theo là DXG. Đấy. Tiếp tục vẫn giữ được xu hướng tăng. Chúng ta ai có hàng thì tiếp tục nắm giữ với những cái mã với những cái kháng cự đầu tiên ở quanh giá 40 và quanh giá 50 với DXG nhé. EGC. EGC đã vượt M20 và đang tích lũy ở trên cái giá 30.9 này thì chúng ta trong trong các phiên tiếp theo thì chúng ta
sẽ khi mà giá cổ phiếu điều chỉnh về quanh các cái vùng 32 này, 32.1 thì chúng ta sẽ bắt đầu là kênh mua thêm với EDC. Còn ai đã có hàng sẵn thì có thể, ai chưa có hàng thì có thể là mua mới với EDC nhé. Đây thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những cái mã cổ phiếu mà đã vượt M20. Đây là một trong những nguyên tắc giao dịch của mình. Đấy, chỉ quan tâm đến những cái mã cổ phiếu vượt M20 thì chúng ta mới quan tâm thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà vượt M20 thì cái xác suất mà chúng ta có thể thua thì rất là ít. Đấy. Bởi vì sao? Đây, ví dụ như cái đoạn này này, đấy, vượt M20 thì cái xác suất thua rất là ít. Vượt M20. Đấy. Khi mà thua thì chúng ta chỉ mất đây, ví dụ như đây là cái điểm bán thì nó sẽ trùng với cả cái hỗ trợ này rồi. Thì chúng ta sẽ không phải là bán nữa, mà trong cái trường hợp mà thị trường xấu quá thì chúng ta bán thì cũng ra thực ra nó cũng không lỗ quá nhiều. Đấy. Hay đây, hay như là cái đoạn này. Đây là cái đường M20 là cái đường màu màu da cam này. Đấy thì mình sẽ không quan tâm đến cổ phiếu mà khi mà chưa vượt M20. Đây là cái phiên vượt đầu tiên mà chúng ta sẽ bắt đầu để ý lại với cả EDC. Đấy, sau khi mà vượt M20. Đấy. Và tích lũy ở trên M20 thì nó sẽ vào một cái trend tăng mới. Đấy. Chúng ta sẽ quan tâm cổ phiếu khi mà nó như thế. Hay là đích. Đấy, đích thì mình cũng đã có khuyến nghị khi mà nó vượt qua cái mô hình tam giác này. Đấy, vượt qua mô hình tam giác và mua cái giá 70, 71 này. Đấy, hôm đấy thì hô tăng trần, hô mua trần nhưng mà cũng không mua được quá nhiều. Đấy, không mua được quá nhiều. Với đích thì tăng rất là mạnh. Đấy, tăng từ cái giá 70 đến cái giá 91 này tăng 20 mấy % rồi. Với đích này. Tiếp theo là với BCM. BCM là mẹ của EDC và cái mã cổ phiếu này tăng thực sự là tăng rất là khủng khiếp. Đúng không? Và sau khi mà nó vượt khỏi giải ngoài Bollinger Band này thì cái việc cái chiều hướng mà nó tích lũy quay trở lại thì là cái chiều hướng dễ hiểu thôi, cho nên rằng ai có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục là nắm giữ, hoặc là ai lướt nhanh thì có thể là canh bán dần rồi chờ M20 này hướng lên, chờ M20 này hướng lên đi vào thì chúng ta có thể là canh mua lại với BCM. Tiếp theo là với cổ phiếu dòng thủy sản. Thủy hải sản thì trong tuần này mình cũng đã theo dõi. Đấy, trong thủy hải sản trong tuần này mình cũng đã theo dõi bởi vì nó đã vượt qua M20 và với VHC này trong các phiên tiếp theo mà nó chỉnh về vùng 65 này hay 64.5 thì chúng ta có thể là kênh mua với VHC nhé. ANV. Đây, ANV cũng đã vượt M20 và trong các phiên tiếp theo thì chúng ta sẽ kênh mua với ANV. Đấy, kênh mua với ANV quanh các vùng 35.3 này. Hay là tiếp theo là CMX. Đây, CMX thì với cái mã nhưng tuy nhiên là với CMX đã vượt M20. Đấy, M20 vẫn đang hướng lên như này. Tuy nhiên rằng là cái mã này chúng ta sẽ mua. Đấy, mua theo các cái mẫu hình. Đấy. Chúng ta sẽ mua các cái mẫu hình chứ không mua theo vượt M20 nữa. Chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những cái mã vượt M20 khi mà cái hướng xu hướng của M20 nó đã có xu hướng là bẻ ngang rồi nhé. Còn các cái mã mà đang có xu hướng tăng như này thì chúng ta sẽ thường là sẽ phải mua theo các cái mẫu hình. Đấy. Thì với CMX thì chúng ta sẽ mua quanh khi mà nó vượt qua cái vùng 21.5 này với thanh khoản nó cao một chút. Đấy, tới thanh khoản nó cao một chút với CMX thì với xu hướng tăng thì ai đang có hàng vẫn giữ được, còn mua mới thì quanh vượt quanh 21.5 với thanh khoản. Tiếp theo là với dòng dầu khí. Đây, dầu khí là cái mã cổ phiếu mà mình khuyến nghị từ tuần trước rồi. Đấy, và đã vượt M20. M20 đang có cái xu hướng bẻ ngang và nó đang co thắt cái giải Bollinger Band này rồi. Đấy, và mình đang kỳ vọng là nó sẽ có những cái sóng mới như là cái vùng này này. Đây này. Vùng M20 đang vượt M20 tích lũy trên đấy và Bollinger Band co thắt đấy, giải Bollinger Band co thắt và khi mà nó nở ra thì sẽ nở một xu hướng tương đối là mạnh đấy, nở một xu hướng tương đối là mạnh, cho nên là các cái mã cổ phiếu dòng P này thì chúng ta sẽ cần sẽ theo dõi kỹ trong các cái phiên tiếp theo nhé. Với PD là chúng ta sẽ vẫn mua được này, này là PVS này đấy, đã tích lũy trên M20 đóng không mất đấy, thì chúng ta sẽ cần quan sát kỹ với những cái mã cổ phiếu dòng P này hay thậm chí là BSR này đấy, BSR thì tăng rất là tốt. Đấy, thậm chí là mã BR còn đang có xu hướng là nở ven ngay lập tức, và trong các phiên tiếp theo chúng ta sẽ canh mua BR có những giá 21.9 nhé. À, hay PVS thì mình cũng đã khuyến nghị trong luôn rồi. Oil oil này đấy, oil chúng ta đấy tích lũy ở trên và tích lũy trên M20 thì chúng ta mới cần quan sát. Trong oil thì chúng ta sẽ canh mua quanh vùng giá 16.5. PVC đấy, PVC thì là một mã cổ phiếu mà nó chạy trước dòng đấy, chạy trước cả dòng dòng dầu khí thì đoạn này nó đang nghỉ một chút là chuyện bình thường thôi, xu hướng thì vẫn đang tăng, chưa vi phạm bất cứ một cái điều kiện nào hết thì tiếp tục là nắm giữ. Dòng phân đạm thì có đây là DPM, thì với DPM đây là trong cái vùng mua vẫn đang trong vùng mua nhé. Đấy, và nó chỉ cần vượt qua cái vùng giá 29 này, 59 50 52.9 này hay 53 này thì nó sẽ xác nhận là vào cái mẫu hình như này. Đây, xác nhận vào mô hình hai đáy.
Đấy, và chúng ta sẽ chỉ quan sát là chúng ta sẽ quan sát đấy, khi mà mã cổ phiếu nó vượt cái giá 53 này đấy, và với DPM đấy, DPM thì đã vượt qua MA20 tích lũy trên, thì đây đang là đang vẫn đang là cái vùng mua rất là đẹp với DPM nhé. Thì ai đang có hàng chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, chưa có vấn đề gì với cả cái mã cổ phiếu này cả. DCM đấy, DCM thì tương tự, tuy nhiên rằng nó đang với DCM thì đang có cái mô hình khác đấy, đang có mô hình khác với cái mô hình vai đầu vai đúng không, đang có mô hình vai đầu vai, thì cái mã này thì chúng ta sẽ phải chú ý hơn. Các mã này chúng ta sẽ phải chú ý hơn trong cái việc là nếu mà trong trường hợp mà nó vẫn cái nắm mất cái đáy trung tâm giá 34.7 thì chúng ta sẽ cần phải buộc cắt. Còn về cái điểm mua thì vẫn đang như là các cái đang như là DPM nhé, chúng ta vẫn có thể là giữ được, đây vẫn đang trong điểm mua tốt. Vậy lát thì sao, lát là một phiên sau khi mà vượt đỉnh đây, lát thì sau khi mà vượt đỉnh giá 51.5 là 51.1 đấy, thì có thì đã vượt ngoài ra khỏi ngoài giải Bollinger Band, thì tích lũy ở trong tích lũy một hai phiên thì đây là điều rất là dễ hiểu thôi. Và MACD thì mới tạo một đỉnh đấy, MACD thì mới tạo một đỉnh, và trong các phiên tiếp theo thì chúng ta sẽ chú ý mà MACD khi nào mà nó tạo đỉnh tiếp theo và không vượt được ca cái giá 1.7 này của MACD chúng ta mới buộc phải cắt, buộc phải chốt lời thôi. Như vậy chúng ta đã đi hết ba hai phần, và đến phần thứ ba là một số cổ phiếu tiềm năng mua được trong các phiên tiếp theo. Thì tiềm năng mua được thì mình sẽ chỉ lọc ra một vài cổ phiếu thôi. Trước tiên là PVD này, PVS này, GVR này, đấy, đang các cái mã cổ trong điểm mua, hay là DPM này, đấy, DPM này, đang các cái mã ở trong điểm mua. Ngoài ra thì một mã cổ phiếu là VRE, đây là cái mã mà chúng ta sẽ nên quan tâm trong các phiên tiếp theo. Với VRE thì chart kỹ thuật này nó đang rất là tốt. Ngoài ra thì VRE có những cái thông tin về bán hẳn cho Masan, bán hẳn cho Masan thì chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng là cùng rồi là mua mã này và kỳ vọng lên đâu đó các cái vùng 35 rồi là 37 đúng không? Như vậy là chúng ta đã đi hết 3 phần nội dung bản tin ngày hôm nay. Hy vọng rằng là bản tin sẽ mang lại một số cái thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu mà cần tư vấn mã thì các bạn hãy comment ở dưới phần bình luận. Còn nếu mà các bạn quan tâm tới đầu tư chứng khoán hay mở tài khoản chứng khoán, hoặc là cần tham gia vào Zoom khuyến nghị của mình, thì mọi người có thể là kết nối với mình qua số điện thoại ở bên dưới. Mình sẽ hỗ trợ thêm. Chúc các bạn thành công và gặp nhiều nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.